Thưa quý vị, liên quan đến vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đặt tại Belarus, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết ông chắc chắn vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga triển khai ở nước này sẽ không bao giờ được sử dụng. Trong bài phát biểu ngày 30 tháng 6, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh việc bố trí vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus là sáng kiến mạnh mẽ nhất của ông. Ông Lukashenko nói rằng Belarus đang ngày càng tin chắc rằng cần phải bố trí tại đây một nơi đáng tin cậy. Tổng thống Lukashenko tuyên bố sẽ không bao giờ phải sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chừng nào chúng có mặt tại Belarus, đồng thời khẳng định không một đối thủ nào dám đặt chân lên đất nước Belarus. Ông Lukashenko nhiều lần nói việc triển khai vũ khí hạt nhân là cần thiết để ngăn chặn những kẻ xâm lược tiềm tàng. Ông Lukashenko cho biết trong tháng này rằng một số vũ khí đang ở Belarus và đã có lúc gợi ý rằng ông sẽ không ngần ngại sử dụng chúng nếu cần thiết, đồng thời nói thêm rằng cần phải tham vấn với Nga. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus không vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968 vì Nga vẫn giữ quyền kiểm soát chúng. Ông cũng nhấn mạnh việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus là bắt buộc đối với Nga. Ngày 25 tháng 5, Nga và Belarus ký thỏa thuận về triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tổng thống Lukashenko ngày 14 tháng 6 thông báo Belarus đã nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga. Tổng thống Nga Putin sau đó xác nhận thông tin và nói rằng đây là giai đoạn đầu của kế hoạch dự kiến kết thúc vào mùa thu hoặc cuối năm nay. Thưa quý vị, trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30 tháng 6 đã yêu cầu quân đội nước này tăng cường phòng thủ phía Bắc, khu vực giáp với Belarus. Phát biểu sau cuộc họp với các chỉ huy quân sự, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng tình hình ở phía Bắc, đặc biệt là khu vực giáp Belarus, được xem xét riêng. Theo quyết định của Bộ Tổng tham mưu, Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny và tướng Sehi Naev được chỉ thị tăng cường phòng thủ hướng Bắc để đảm bảo an ninh. Theo CNN, cuộc pháo kích xuyên biên giới và các cuộc không kích vào các khu vực Sumy và Chernihiv ở phía Bắc Ukraine đã gia tăng trong những tuần gần đây. Nhưng các quan chức Ukraine đã hạ thấp bất kỳ mối đe dọa nào về việc Nga sẽ phát động một cuộc tấn công mới từ lãnh thổ Belarus. Ông Zelensky cho biết thêm, các đơn vị Ukraine đã đạt được tiến bộ ở tất cả các hướng trên tiền tuyến, đồng thời nói thêm rằng Kyiv đang làm việc với các đối tác để đảm bảo nguồn cung cấp đạn dược ở mức tốt nhất cho các binh sĩ. Các hãng thông tấn phương Tây hôm 29 tháng 6 đã đăng tải những ảnh chụp vệ tinh về một căn cứ quân sự dường như mới được xây dựng ở đông nam thủ đô Minsk của Belarus trong những ngày gần đây. Cơ sở này được tin là đồn trú mới cho lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga sau vụ bạo loạn tuần trước. Ukraine nêu quy mô lực lượng Wagner có thể chuyển tới Belarus. Ukraine tiết lộ về quy mô lực lượng Wagner có thể được đưa tới Belarus sau vụ bạo loạn cuối tuần trước, nhấn mạnh nước này đã có các biện pháp chuẩn bị. Andriy Demchenko, phát ngôn viên của cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine, nói với Yurinska Pravda rằng Belarus có thể có sự hiện diện của 8.000 thành viên lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner trên lãnh thổ trong thời gian tới. Theo ông Demchenko, theo các thông tin mà Ukraine nắm được, Belarus vẫn đang tiếp nhận các thành viên Wagner sau vụ nhóm quân sự này nổi loạn hồi tuần trước. Để so sánh, ông cho biết Nga đang triển khai 2.000 quân ở Belarus theo các hiệp ước song phương giữa hai nước. Theo ông, hiện không có đơn vị tấn công nào của Nga nhằm vào Ukraine ở Belarus. Tuy nhiên, ông cáo buộc Nga tiếp tục sử dụng Belarus làm nơi huấn luyện lực lượng và tiến hành các cuộc không kích vào Ukraine. Ông Demchenko nói rằng Ukraine đang tăng cường khả năng phòng thủ ở phía Bắc trước những mối đe dọa mới có thể xảy ra, nhấn mạnh các diễn biến tại Belarus đang liên tục được theo dõi và giám sát. Trong khi đó, BBC đăng tải hình ảnh vệ tinh chụp Osipovichi, Belarus hôm 30 tháng 6, ghi lại cảnh nước này đã hoàn thành xây dựng công trình được cho là doanh trại cho Wagner. Công trình được xây dựng trên căn cứ cũ của đơn vị quân đội số 61732 Belarus. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 298 lều trại, mỗi lều trại có khả năng chứa trung bình 30-50 người. Điều này có nghĩa là doanh trại dã chiến có thể chứa được 9.000-15.000 người. Belarus chưa lên tiếng về thông tin của BBC cung cấp. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đã tới quốc gia này. Ông Lukashenko khẳng định Belarus không xây doanh trại cho Wagner, nhưng sẽ cung cấp chỗ ở cho họ tại một căn cứ quân sự bỏ hoang. Belarus cũng không có kế hoạch cho phép Wagner mở trung tâm tuyển mộ tại quốc gia này. Theo ông Demchenko, tuy các doanh trại Wagner được triển khai ở tương đối xa so với biên giới Ukraine, nhưng việc nhóm này hiện diện tại Belarus được xem là mối đe dọa mới đối với Kyiv. Các đơn vị của lực lượng biên phòng nhà nước Ukraine hiểu rõ các mối đe dọa có thể tới từ Belarus và luôn sẵn sàng đáp trả một cách dứt khoát trước những hành động khiêu khích có thể xảy ra, ông nhấn mạnh.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi giữa tuần cho rằng việc một số thành viên của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner chuyển sang Belarus không gây ra đe dọa đối phía Ukraine. Tôi không cho rằng thành viên của Wagner sẽ gây ra mối đe dọa từ hướng Belarus vì tôi nghĩ lực lượng của họ tại đó không quá lớn, ông nói. Theo ông Zelensky, trong các cuộc giao tranh với lực lượng Ukraine trước đó, nhiều thành viên của Wagner đã không qua khỏi. Ông nhấn mạnh, quân đội Ukraine tin rằng tình hình ở miền Bắc Ukraine giáp Belarus vẫn không thay đổi và nằm trong tầm kiểm soát, và kịch bản một mũi tấn công mới từ phía Bắc do Wagner thực hiện là không khả thi. Xét cho cùng, chúng ta có một đội quân hiện đại và mạnh mẽ. Đây là sự thật, không chỉ là lời nói, ông Zelensky cho biết. Nga triển khai UAV thợ săn tàng hình, phá hủy căn cứ quân sự Ukraine. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông Ukraine cho thấy UAV tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik của Nga dường như đã được triển khai từ chiến trường tấn công mục tiêu. Aviation Times đưa tin, Nga dường như đã đưa một trong những UAV mới nhất trong kho khí tài tại Ukraine. Truyền thông Ukraine đã đăng tải bức ảnh một UAV có hình dạng tương tự S-70 Okhotnik bay trên bầu trời nước này. Theo các nguồn tin, S-70 dường như đã thực hiện vụ tấn công vào cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Sumy. Chưa rõ thời điểm xảy ra vụ không kích, dù vào chiều ngày 27 tháng 6, truyền thông Ukraine đưa tin về các vụ nổ xảy ra tại khu vực Sumy, Kremenchuk và Poltava. Nga hiện chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, truyền thông Nga nói rằng nước này đã và đang thử nghiệm ít nhất 2 UAV S-70. Vào giữa năm ngoái, theo RIA Novosti, S-70 đã tiến hành vụ phóng thử đầu tiên các loại đạn dẫn đường chính xác. Thợ săn S-70 Okhotnik do tập đoàn Sukhoi của Nga chế tạo có khả năng mang tên lửa và bom dẫn đường chính xác. Okhotnik được làm từ vật liệu đặc biệt và trang bị lớp phủ bên ngoài có khả năng tàng hình trước các hệ thống radar hiện đại. S-70 nặng trên 20 tấn, sải cánh dài 19 mét, có tầm hoạt động 5.000 cho tới 6.000 km, tốc độ bay tối đa 920 km/h. S-70 được cho là có thể mang tên là hành trình KH-59 MK2, một phiên bản nâng cấp của dòng KH-59. KH-59 MK2 có tầm bắn tới 290 km, mang theo đầu đạn nặng 227 kg. Ngoài ra, theo truyền thông Nga, UAV tấn công S-70 có thể mang tới 4 quả bom lượn Grom Thunder 9A7759 trong khoang chứa. Một đặc điểm nổi bật của UAV này chính là khả năng kết hợp với tiêm kích có người lái Su-57, máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại hàng đầu trong kho khí tài của Nga. Theo các chuyên gia, trong kịch bản Su-57 và S-70 hiệp đồng tác chiến, chiếc UAV này sẽ đóng vai trò là thiết bị mang khí tài và sẽ giúp hỏa lực của Su-57 vốn đã mạnh nay càng mạnh hơn. Bộ Quốc phòng Nga trước đó nói rằng S-70 sẽ có nhiệm vụ mở rộng mạng lưới radar của Su-57 và đóng vai trò trinh sát truy tìm mục tiêu để cung cấp tham số cho Su-57 khai hỏa. Vì vậy, S-70 có thể sẽ được triển khai theo chiến thuật bọc lót cho Su-57, đồng thời giúp tiêm kích tại thứ 5 tìm kiếm, loại bỏ các mục tiêu trên không. Giới quan sát cho rằng, trong kịch bản tác chiến khác, Su-57 có thể duy trì cự ly cách xa các phương tiện bay của đối phương, cũng như các mối đe dọa khác, và điều khiển S-70 thực hiện các nhiệm vụ tấn công bằng khí tài và tên lửa trang bị trên UAV. Chiến thuật này giúp giảm thiểu rủi ro xảy ra thiệt hại về người khi Su-57 tham chiến. Nga hồi tháng 10 năm ngoái xác nhận Su-57 đã tham gia vào chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. Khi đó, tướng Nga Sergei Shuvikin nói rằng Su-57 tận dụng lợi thế của khí tài tối tân khi được điều động tới Ukraine. Việc Nga kết hợp Su-57 và S-70 có thể tạo ra một cặp song sát trên không, giúp Moscow tiếp tục duy trì ưu thế về không quân trước Ukraine trong tương lai. Báo Mỹ, Ukraine có thể tìm cách biến Crimea thành quân bài đàm phán. Ukraine có thể triển khai khí tài tầm xa gần Crimea để giành thế thượng phong tại các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga. Washington Post dẫn một số nguồn thạo tin cho hay. Washington Post dẫn 3 nguồn thạo tin vào ngày 30 tháng 6 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các trợ lý của ông được cho là đang lên kế hoạch chấm dứt xung đột bằng các điều kiện được cả người Nga và Ukraine chấp nhận. Để làm được điều này, họ sẽ phải chiếm được ưu thế trước Moscow bằng cách giành lại đáng kể lãnh thổ trước mùa thu năm nay. Trong một số kịch bản lý tưởng, Ukraine có thể bố trí thành công các hệ thống pháo và tên lửa gần bán đảo Crimea, nơi đặt trụ sở của hạm đội biển đen Nga. Bằng cách biến bán đảo này làm con tin, Kiev muốn khởi động các vòng đàm phán và yêu cầu Nga chấp nhận mọi kế hoạch đảm bảo an ninh mà Ukraine có thể nhận được từ phương Tây, Washington Post viết. Các nhà lãnh đạo của Ukraine được cho là đã chia sẻ về kế hoạch này với người đứng đầu cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA William Burns trong chuyến thăm bí mật của ông tới Kiev vào tháng trước. Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Các vùng Donetsk, Lugansk miền đông, Kherson, Zaporizhia miền nam của Ukraine cũng sáp nhập vào Nga hồi tháng 9 năm ngoái theo hình thức này. Tuy nhiên, Ukraine không công nhận và tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ. Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine bế tắc kể từ tháng 3 năm 2022. Đến nay, hai bên vẫn khẳng định sẵn sàng đàm phán,
song đưa ra những điều kiện tiên quyết mà bên còn lại coi là không thể chấp nhận được. Kiev tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân và khôi phục lãnh thổ cho Ukraine. Kể từ đầu tháng 6, quân đội Ukraine mở màn chiến dịch phản công lần 2 quy mô lớn nhằm giành lại những vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zhuzhny bày tỏ sự thất vọng trước những đánh giá lặp đi lặp lại của giới chức phương Tây và các nhà phân tích cho rằng cuộc phản công của nước này đang diễn ra quá chậm. Đó không phải là một màn trình diễn mà cả thế giới theo dõi và đặt cược. Mỗi ngày, mỗi mét đều phải đánh đổi bằng máu, ông nhấn mạnh. Ông cũng khẳng định chiến dịch phản công của Kiev đang chậm, nhưng Ukraine đã thành công trong việc giành lại thế chủ động chiến lược. Các lực lượng phòng thủ của Ukraine đang tiến hành các đợt phản công và chúng tôi đã đạt được tiến bộ. Đối phương đang kháng cự mạnh mẽ, đồng thời chịu tổn thất đáng kể, vị tư lệnh cho biết. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia, Nga đang chuyển hướng lực lượng sang cả mặt trận phía Đông và phía Nam. Họ đã chuyển lính dù và các lữ đoàn tấn công sang cả phía Nam và phía Đông. Người Nga đang mang theo những gì tốt nhất của họ, bà Malia lưu ý. Thưa quý vị, cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine dường như chưa đạt được tiến bộ đáng kể, phần lớn do các chiến thuật quân sự và vũ khí tiên tiến của quân đội Nga. Được biết, phía phương Tây cũng đang tỏ ra rất sốt ruột vì tiến độ tấn công có phần ì ạch của quân đội Kiev. Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, thì một trong những khí tài góp công lớn nhất cho Nga trong việc chặn đứng bước tiến công của Ukraine phải kể tới Kamov K-52 Alligator. Trong cuộc phản công, các lực lượng Ukraine đã phải đối mặt với những thách thức không lường trước được, bao gồm các bãi mìn được bố trí hợp lý, thiết bị thủ xa của Nga và việc sử dụng trực thăng tấn công K-52 Alligator. Theo nhiều video đăng trên mạng xã hội, K-52 đã phá hủy thiết giáp của Ukraine cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Những mảnh vỡ bị cháy của xe bọc thép Ukraine nằm rải rác trên chiến trường đã khiến giới chức nước này lo ngại về khả năng sát thương của tên kích K-52. Có một số lý do giúp K-52 được cho là yếu tố thay đổi diễn biến cuộc phản công của Ukraine. K-52M, biến thể mới nhất của trực thăng tấn công K-52, sở hữu nhiều tính năng nổi bật. Đầu tiên là khả năng của mạng lưới trung tâm. Nó được tích hợp với một hệ thống chỉ huy và kiểm soát trên chiến trường mới, tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu với các phương tiện bay không người lái cũng như các máy bay trực thăng và máy bay khác. Thứ hai là K-52M có bộ truyền thông băng thông cao, radar ISA có thể phát hiện mục tiêu trên không có kích thước bằng máy bay từ khoảng cách 15 km và các mục tiêu ở mặt đất từ khoảng cách 12 km. Tiếp theo, phiên bản K-52M được nâng cấp hệ thống phát hiện nhận dạng mục tiêu quang điện tử tầm xa GOES 451M, khả năng phát hiện của hệ thống quang học tương đương với một khả năng của radar. K-52 có thể mang theo một số tên lửa không đối đất tầm ngắn, tầm trung và tầm xa để tấn công các mục tiêu thiết giáp hoặc mặt đất của đối phương, bao gồm cả mục tiêu kiên cố. Sự kết hợp giữa khả năng mạng lưới trung tâm và bộ truyền thông băng thông cao cho phép K-52 có mặt ở mọi địa hình khó khăn nhất. Trực thăng này cũng cung cấp thông tin phản hồi ngay lập tức về kết quả của cuộc tấn công cho các chỉ huy giám sát trên chiến trường. Có biệt danh là Alligator, tức cá sấu. Trực thăng K-52 của hãng Kamov được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát chống tăng, chi viện hỏa lực hay tấn công các mục tiêu đường không ở tốc độ thấp. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các máy bay K-52 của Nga có thể bị hệ thống phòng không cơ động, tức tên lửa phòng không vác vai Manpads của Ukraine bắn hạ. Dữ liệu được thu thập bởi trang Oris, một trang web nghiên cứu độc lập chuyên theo dõi các tổn thất từ thiết bị quân sự trong chiến tranh, cũng đưa ra nhận định tương tự. Thưa quý vị, có thể thấy rằng việc Ukraine phản công chậm chạp do một phần lớn từ năng lực không quân mạnh mẽ của Nga. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến cho phía Kiev đang thúc giục phương Tây nhanh chóng chi viện những chiếc máy bay tiêm kích F-16. Vậy liệu máy bay tiêm kích F-16 có thể thực sự cân bằng lại cán cân không lực của Ukraine và Nga? F-16 có thể mang tên lửa không đối không tầm xa, chẳng hạn như AMRAAM, có thể tận dụng hiệu quả phạm vi phát hiện và theo dõi của radar. Được trang bị tên lửa AMRAAM tầm xa, những chiếc tiêm kích F-16 sẽ đe dọa hoạt động của K-52 khi bay ở chế độ thấp. Những chiếc F-16 cũng có thể né tránh sự phát hiện của các hệ thống tầm xa của Nga, đồng thời tấn công K-52 từ độ cao trung bình bằng AMRAAM, sau đó trở về căn cứ ở độ cao thấp. Ngoài ra, F-16 cũng có thể thách thức các máy bay chiến đấu của Nga bằng nhiều chiến thuật khác. Để hạn chế những thách thức do F-16 đặt ra, Nga cần phải tấn công các căn cứ của F-16 nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, việc tấn công những chiếc F-16 trên mặt đất tại căn cứ là không khả thi vì máy bay thường xuyên phân bố rộng rãi và đặt trong những hầm trú ẩn kiên cố. Nga có thể sẽ sử dụng chiến thuật mà họ đã áp dụng để hạn chế thiệt hại từ các cuộc tấn công từ tên lửa Storm Shadow của máy bay ném bom chiến đấu Su-24MR của Ukraine, từ đó phá hủy các cơ sở được sử dụng để lưu trữ đạn dược mà máy bay mang theo. Nga đã thường xuyên tấn công các căn cứ không quân của Ukraine để phá hủy các loại vũ khí không đối đất do phương Tây cung cấp như tên lửa hành trình Storm Shadow và tên lửa chống radar Hammer.
Gần đây nhất, vào đêm 26 tháng 6 theo giờ địa phương, lực lượng vũ trang Nga đã triển khai một cuộc tấn công tầm xa trên biển và trên không với độ chính xác cao nhắm vào kho đạn do các nước phương Tây gửi đến Ukraine. Trước đó, vào đêm 23 tháng 6, Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác vào các trung tâm trinh sát, kỹ thuật, vô tuyến và thiết bị hàng không của Ukraine gần sân bay Kanatovok, vùng Kirovograd và sân bay Donetsk. Nga gần đây đã hạn chế sử dụng tên lửa Kinza và Iskander. Những tên lửa này có thể tiêu diệt các mục tiêu dưới lòng đất. Nga sử dụng chúng để phá hủy các bãi đạn, nơi không quân Ukraine cất giữ vũ khí do phương Tây cung cấp. Các hoạt động tiêm kích F-16 cần có các khoang bảo trì chuyên dụng, chống bụi, với thiết bị điện tử đắt tiền để chẩn đoán và khắc phục lỗi. Tuy nhiên, các thiết bị như vậy thông thường không có sẵn. Sau khi bị phá hủy, sẽ mất một thời gian để thay thế thiết bị đó. Nga có thể sẽ tận dụng điểm yếu này nhằm vào mục tiêu các khoang bảo trì F-16 bên cạnh các cơ sở lưu trữ tên lửa F-16 dưới lòng đất. Nếu phương Tây cung cấp F-16 cho Ukraine, Nga có thể cũng sẽ thay đổi chiến thuật liên quan đến hoạt động của K-52. Ưu thế trên không của Nga và khả năng sát thương của trực thăng K-52 sẽ tiếp tục đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với sự thành công của bất kỳ cuộc phản công nào của Ukraine. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng cuộc phản công của Ukraine có đạt được nhiều tiến bộ hay không sẽ phụ thuộc vào việc quân đội nước này cải thiện năng lực không quân. Tiêm kích F-16 có thể giúp nâng cao sức mạnh không quân của Ukraine, nhưng không có nghĩa rằng nó có khả năng thay đổi diễn biến cuộc xung đột. Theo lời ông Igor Gopkova, phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ngày 29 tháng 6 cho biết Ukraine muốn nhận được thư mời bắt đầu quá trình gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh quân sự này vào tháng 7 tới. Cụ thể, ông Gopkova nhấn mạnh Kiev muốn tại hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 ở Vilnius, NATO phải đưa ra phản hồi đối với đơn xin gia nhập liên minh mà nước này đã nộp vào ngày 30 tháng 9 năm ngoái. Theo hãng tin Reuters, ông Ihor Jovva, trưởng cố vấn ngoại giao của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev mong muốn hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 11 đến 12 tháng 7 tại Vilnius sẽ đưa ra phản hồi về đơn xin gia nhập của Ukraine từ ngày 30 tháng 9 năm ngoái. Theo ông Jovva, nếu hội nghị thượng đỉnh không mang lại kết quả và các thành viên của liên minh thiếu can đảm, thì ông Zelensky sẽ không có lý do gì để đến đó. Sự vắng mặt của ông Zelensky có thể làm lu mờ sự đoàn kết của châu Âu tại hội nghị. Đơn đăng ký này hiện đã có trên bàn của các nhà lãnh đạo của các đồng minh NATO. Hội nghị thượng đỉnh Vilnius sẽ là một khởi đầu rất tốt để phản hồi đơn đăng ký này. Và bằng cách trả lời, chúng tôi muốn nói đến lời mời trở thành thành viên. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên. Cũng trong ngày 29 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng ngày Ukraine được kết nạp vào NATO sẽ đến sớm. Để một cuộc xung đột với một hoặc một quốc gia châu Âu khác không bao giờ lặp lại và không để những người lính hy sinh vô ích, các tổ chức an ninh, đặc biệt là các tổ chức châu Âu Đại Tây Dương, phải thực sự bảo vệ hòa bình. Đó là cùng với Ukraine, một quốc gia tự do, mạnh mẽ và tất nhiên là ở trong NATO. Cho đến nay, các nước phương Tây đã triển khai nhiều đợt viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, song vẫn chia rẽ về lộ trình kết nạp Ukraine. Tổng thư ký NATO ngày 19 tháng 6 cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius và trong công tác chuẩn bị hội nghị, các nước đồng minh không thảo luận về lời mời chính thức đối với Ukraine, nhưng đang tiến hành các cuộc tham vấn bàn xem có những giải pháp nào giúp Kiev tiến gần hơn đến việc gia nhập liên minh. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình và nhắc lại rằng việc Kiev muốn gia nhập NATO đã trở thành một trong những lý do khiến Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phương Tây sắp hoàn tất dự thảo thỏa thuận khung để bảo vệ Ukraine. Mỹ, Đức, Pháp, Anh gần như đã hoàn thành dự thảo thỏa thuận khung với Kiev nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine. Báo FAS của Đức dẫn nguồn tin riêng cho biết Bộ Tứ Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Anh gần như đã hoàn thành dự thảo khung nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine. Trong tương lai gần, các quốc gia thuộc G7 và EU nên tham gia vào các cuộc thảo luận đa phương. Các nước tham gia sẽ ký kết thỏa thuận với Kiev, trong đó nêu rõ cách thức của mỗi quốc gia có thể giúp đỡ Ukraine. Có quốc gia sẽ viện trợ khí tài, có nước hỗ trợ tài chính, hoặc lựa chọn giúp đỡ huấn luyện binh sĩ hay mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Thỏa thuận được cho là sẽ trở thành một cây cầu trên con đường gia nhập NATO của Ukraine. Đồng thời, Đức muốn đề xuất mô hình Israel để đảm bảo an ninh, nhưng phản đối việc đưa ra thỏa thuận này mang tính ràng buộc pháp lý. Tại Berlin, một số quan chức thậm chí không nói về sự đảm bảo mà chỉ là lời hứa về an ninh. Trước đó, New York Times dẫn lời trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết, chính quyền Washington đang xem xét cung cấp cho Kiev một đảm bảo an ninh theo mô hình Israel về hợp tác quân sự mà không cần quốc gia láng giềng của Nga này phải ngay lập tức gia nhập NATO
hoặc thậm chí là không cần phải gia nhập khối liên minh quân sự này. Các nhà lãnh đạo Mỹ và NATO đang thống nhất với nhau về một tầm nhìn củng cố hệ thống phòng thủ của Ukraine. Đây là mô hình an ninh mà các lãnh đạo phương Tây, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, đánh giá là tương tự như những gì Israel hiện có và các điều khoản của thỏa thuận quốc phòng với Ukraine vẫn đảm bảo linh hoạt, chứ không hoàn toàn dập khuôn theo mô hình Israel. Theo đó, Washington muốn cung cấp cho Kiev một mô hình hợp tác an ninh như đối với đồng minh thân thiết tại Trung Đông là Tel Aviv, bao gồm các cam kết dài hạn trong 10 năm về lĩnh vực an ninh và sau đó sẽ tiếp tục được gia hạn và đàm phán lại tùy theo tình hình. Theo FAS, các cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kỳ vọng rằng những đảm bảo an ninh trên sẽ được cung cấp cho Kiev trước hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo tháng 4 năm 2024. Đồng thời, đối với Kiev, mô hình Israel chỉ là kế hoạch B, mục tiêu vẫn là tư cách thành viên đầy đủ trong liên minh. Cái gọi là kế hoạch Yermak Rasmussen được đặt theo tên của người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và cựu Tổng thư ký NATO giai đoạn 2009-2014 Anders Rasmussen, quy định rằng cho tới lúc đó an ninh của Ukraine sẽ được đảm bảo thông qua một hệ thống bảo đảm đa phương từ các đồng minh phương Tây. Không loại trừ khả năng trong trường hợp Ukraine được công nhận là thành viên của liên minh, theo Điều 5 của Hiến chương NATO về phòng thủ tập thể sẽ chỉ áp dụng đối với vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát để tránh xung đột vũ trang trực tiếp với Nga. Trong khi đó, một nhóm các quốc gia do Vương quốc Anh dẫn đầu ủng hộ việc vạch ra kế hoạch gia nhập NATO cho Ukraine, thì các quốc gia như Đức, Hoa Kỳ và Hungary lại do dự và tiếp tục thảo luận về triển vọng tham gia. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 6, sau sự kiện liên quan đến nhóm quân sự Wagner, Ngoại trưởng Nga đã đề cập những chủ đề chính như tình hình ở Nga sau cuộc nổi dậy Wagner, triển vọng hòa bình ở Ukraine, số phận của thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, cũng như những nỗ lực của phương Tây nhằm ngăn chặn sự mở rộng của BRICS. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, nếu phương Tây có bất kỳ nghi ngờ nào về sự ổn định của Nga sau cuộc nổi dậy tuần trước của thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, thì đó là vấn đề của phương Tây. Ông Lavrov nhấn mạnh, Nga không có trách nhiệm phải giải thích bất kỳ điều gì với bất kỳ ai, đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào, nhưng cũng cho biết thêm rằng Nga cũng rất minh bạch về các sự kiện gần đây. Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng, Moscow luôn vươn lên mạnh mẽ hơn sau nhiều thách thức mà nước này phải vượt qua trong quá khứ. Đồng thời lưu ý rằng, cuộc binh biến Wagner mà ông mô tả là không có gì khác hơn là rắc rối sẽ không phải là ngoại lệ. Ông Lavrov lưu ý phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao, nghe có vẻ lạ lùng. Bởi chính người đồng cấp phía Mỹ Blinken và các quan chức phương Tây khác nhiều lần khẳng định rằng, các cuộc đàm phán hòa bình chỉ có thể bắt đầu sau khi Ukraine tiến hành một cuộc phản công thành công chống lại Nga. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng, đây giống như là một tình huống phân liệt. Họ nói rằng, mọi thứ sẽ kết thúc bằng đàm phán, nhưng trước tiên, Nga phải bị đánh bại và cho rằng phương Tây đang tìm cách đóng băng tạm thời cuộc xung đột ở Ukraine để câu giờ nhằm triển khai cơ sở hạ tầng quân sự mới và cung cấp cho Kiev vũ khí tầm xa sát thương mới. Về số phận của thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, Ngoại trưởng Nga cho biết, ông không thấy lập luận nào có thể thuyết phục Moscow gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Kiev, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian nhằm dỡ bỏ rào chắn xuất khẩu nông sản qua Biển Đen, đồng thời chỉ ra rằng các chuyến hàng hóa như vậy của Ukraine hoàn toàn mang tính chất thương mại. Tuy nhiên, ông Lavrov phát tín hiệu rằng, ngay cả khi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hết hạn, Nga sẽ cung cấp nguồn cung cấp ngũ cốc với số lượng tương đương hoặc lớn hơn cho các nước nghèo nhất bằng kinh phí của mình và hoàn toàn miễn phí. Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen được ký kết vào tháng 7 năm ngoái, hồi tháng 3 năm nay được gia hạn thêm 120 ngày và tiếp tục được gia hạn thêm 60 ngày vào hôm 17 tháng 5. Nếu các bên không thống nhất, thỏa thuận sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 7 tới. Ngoại trưởng Nga tuyên bố, các nước phương Tây đang tìm cách ngăn chặn nhóm BRICS, bao gồm quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, tiếp nhận các thành viên mới và tăng cường ảnh hưởng quốc tế. Theo ông Lavrov, phương Tây không muốn Nga và Trung Quốc tìm được những đồng minh mới và đang cố gắng phá hoại tiến trình thống nhất trên lục địa Á-Âu. Tuy nhiên, đa số các nước trên thế giới không muốn sống theo các quy tắc của phương Tây. Chủ tịch tập đoàn Hyundai Hyun Eun-jae đừng cho là đã tìm cách tới thăm dãy núi du lịch nổi tiếng Kumgang, nhưng phía Triều Tiên đã đáp trả cực gắt trước thông tin này. Hãng tin Yonhap cho biết bà Hyun đã nộp đơn lên Bộ Thống nhất Hàn Quốc để đến thăm Kumgang. Tuy nhiên, đáp lại thông tin nữ chủ tịch Hyun thăm Kumgang ngày 1 tháng 7, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã thẳng thừng bác bỏ khả năng chuyến thăm, thậm chí là không có nhu cầu xem xét. Cụ thể, tuyên bố từ Bình Nhưỡng nói, đã không được thông báo với bất kỳ người Hàn Quốc nào muốn tới thăm, cũng như không hề hay biết gì về chuyện này. Và chúng tôi cũng không có ý định đánh giá điều đó. Triều Tiên khẳng định chính sách của họ không hề thay đổi và vẫn sẽ được duy trì trong tương lai. Chính sách của chính phủ Triều Tiên là bất kỳ người Hàn Quốc nào đi vào lãnh thổ cũng không được cho phép.
Thực tế, tour tham quan núi Cơm Gang được mở từ năm 1998 như một biểu tượng hàn gắn quan hệ hai miền Triều Tiên. Nhưng Seoul đã dừng chương trình hợp tác này vào tháng 7 năm 2008 sau khi một người phụ nữ Hàn Quốc bị lính Triều Tiên bắn chết tại khu nghỉ dưỡng. Từ tháng 3 năm 2022, Triều Tiên cũng đã tháo dỡ các cơ sở lớn tại khu nghỉ dưỡng ở Cơm Gang. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đã chỉ đạo phá bỏ các công trình do Hàn Quốc xây dựng. Hôm nay ngày 1 tháng 7, tại thủ đô Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia CPP đã tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng, 28 tháng 6 năm 1951 và 28 tháng 6 năm 2023, và tuần hành vận động cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen nhấn mạnh, trong 72 năm qua, Đảng Nhân dân Campuchia luôn đồng hành với nhân dân vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giành độc lập dân tộc, đặc biệt là đưa đất nước thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot, giúp đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển. Đây là sự thay đổi lớn lao mà Đảng Nhân dân Campuchia CPP lãnh đạo nhân dân đạt được và là chân lý lịch sử mà không ai hay thế lực nào có thể bác bỏ. Theo Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, trong nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, Chính phủ Hoàng gia Nhân dân Campuchia lãnh đạo đã bảo vệ vững chắc hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quyền dân chủ và các quyền tự do của nhân dân được tôn trọng bảo vệ, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Ngay sau cuộc meeting với sự tham dự của khoảng 30.000 người, các đảng viên và người ủng hộ đảng CPP khoảng 46.500 người sẽ tiếp tục tỏa ra diễu hành trên các đường phố tại thủ đô Phnom Penh. Chủ tịch CPP Thủ tướng Hun Sen kêu gọi các đảng viên và người ủng hộ hãy bỏ phiếu cho CPP để Đảng Nhân dân Campuchia vững vàng tiến tới giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tới. Khu vực miền Nam nước Mỹ đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân tại đây. Trước kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 4 tháng 7, có tới một nửa dân số Mỹ đã được khuyến cáo cần cẩn trọng khi ra ngoài trời do đợt nắng nóng kéo dài và chất lượng không khí kém. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ cho biết khoảng 80 triệu người sống tại bang California, Deep South và hạ thung lũng Mississippi được cảnh báo đối mặt với nắng nóng cực đoan kéo dài đến hết tuần. Chỉ số nhiệt được tính toán dựa trên nhiệt độ và độ ẩm dự báo tăng qua 80 độ C tại nhiều nơi. Các chuyên gia dự báo khí tượng khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động ngoài trời, nhất là vào buổi trưa và nên uống đủ nước. Ở miền Bắc, khắp miền Trung Tây và Đông, khoảng 100 triệu người Mỹ cũng được cảnh báo chất lượng không khí kém do khói từ các đám cháy rừng tại Canada. Trên khắp nước Mỹ, chúng ta đang nghe thấy rất nhiều các loại sự kiện cực đoan khác nhau diễn ra. Tình trạng nắng nóng sẽ còn diễn ra liên tiếp. Người dân cần bảo vệ bản thân khỏi kiệt sức vì nắng nóng và say nắng, cụ thể là uống nhiều nước, mặc quần áo thoáng mát và hạn chế các hoạt động nặng ngoài trời. Ít nhất 17 người đã tử vong vì các bệnh liên quan đến nắng nóng khi một đợt nắng nóng kéo dài ở bang Texas liên tục lan sang các khu vực khác ở miền Nam Mỹ. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ dự báo nhiệt độ có thể lên tới 44 và 46 độ C ở bang Texas và lan sang các khu vực xung quanh. Kỷ lục nắng nóng có thể bị phá vỡ trong 6 ngày tới. Hơn 120 triệu người ở Mỹ được hệ thống thông tin sức khỏe quốc gia cảnh báo mức an toàn nhiệt khác nhau để đảm bảo sức khỏe. Chiếc tàu ngầm du lịch Titan của công ty OceanGate được xác định đã nổ tung sau khi mất liên lạc hôm 18 tháng 6. Quá trình tìm kiếm cứu hộ tàu Titan với sự tham gia của nhiều lực lượng quốc tế đang dần được hé lộ. Chia sẻ với báo giới, trưởng đội cứu hộ tàu Titan của công ty Pelagic cho biết đó là một nhiệm vụ giải cứu phức tạp, nguy hiểm và nhiều cảm xúc. Theo đội trưởng đội cứu hộ tàu Titan của công ty Pelagic, ông Casano, thì ông và các đồng nghiệp ngay từ đầu đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giải cứu tàu Titan ở độ sâu 4.000 mét dưới đáy đại dương. Sau khi hạ thủy robot ngầm điều khiển từ xa Odysseus, các camera của nó đã gửi lại hình ảnh các mảnh vỡ được khẳng định thuộc về tàu lặn Titan xấu số. Khoảnh khắc đó đã khiến mọi hy vọng về việc giải cứu 5 nạn nhân trong tàu tan thành mây khói. Quá trình xác định vị trí, sau đó thu hồi mảnh vỡ của tàu Titan là một nhiệm vụ phức tạp và đầy nguy hiểm. Các thành viên đội cứu hộ vẫn đang phải trải qua rất nhiều cảm xúc từ quá trình tìm kiếm con tàu. Trong thời gian cấp bách của công tác cứu hộ, chúng tôi luôn ý thức về việc gia đình, người thân các nạn nhân trên tàu lặn Titan mong ngóng tin tức về họ như thế nào.
thế nhưng thực tế thì rất đau lòng. Con tàu Horizon Arctic của Canada đã đưa robot ngầm điều khiển từ xa Odysseus đến khu vực tìm kiếm được khoanh vùng hôm 2 tháng 6 theo giờ địa phương và trục vớt thành công những mảnh vỡ của tàu Titan. Các mảnh vỡ cùng với những phần được xem là thi thể còn lại của các nạn nhân đã được đưa lên bờ tại cảng Saint John thuộc tỉnh Newfoundland, Canada hôm 28 tháng 6. Phía cảnh sát biển cho biết tất cả bằng chứng bao gồm hài cốt được cho là của con người sẽ được đưa đến một cảng của Mỹ để phân tích và xét nghiệm. Các nhà điều tra sẽ phân tích các mảnh vỡ từ xác con tàu, thu thập bằng chứng, phỏng vấn các nhân chứng và tổ chức một phiên điều trần công khai để lấy thêm lời khai của nhân chứng. Ủy ban An toàn Giao thông Canada cũng đang tiến hành một cuộc điều tra an toàn của riêng mình đối với hoạt động của tàu Polar Prince, tàu mẹ của tàu lặn Titan mà ủy ban gọi là tàu chở hàng treo cờ Canada. Cảnh sát Canada cũng đang điều tra và xem xét liệu luật hình sự liên bang hoặc tỉnh có thể đã bị vi phạm hay không.